Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, rời khỏi nước Pháp, ngôi sao gốc Việt giá 23 tỷ mở cửa cho thầy Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn luôn mong muốn các đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng được nguồn lực từ các ngôi sao Việt kiều. Sau những thành công vài năm qua, thầy Park đang giáo giết săn lùng các nhân tố mới để tăng sức cạnh tranh cho đoàn quân áo đỏ. Trong đó, nguồn lực từ các ngôi sao Việt kiều được đánh giá rất quan trọng. Các đội tuyển khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Philippines từ lâu đã tận dụng tốt nguồn lực này. Một trong những cái tên được người hâm mộ Việt Nam chờ đợi nhất đó là Jason Penden Quang Vinh. Hậu vệ này có mẹ là người Việt, bố là người Pháp. Anh từng khoác áo các cấp độ U16 và U18 Pháp. Sinh năm 97, Jason Penden thi đấu chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi và có 100 trận khoác áo câu lạc bộ Sochaux đang chơi tại Ligue 2 của Pháp. Tuy nhiên, Jason Penden không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp tại Pháp mà đã đồng ý chuyển sang MLS, giải bóng đá nhà người Mỹ để chơi cho câu lạc bộ New York Red Bulls. Thông thường, các cầu thủ châu Âu sang Mỹ thi đấu bị coi như tự khép lại cánh cửa lên tuyển. Với Jason Penden, khoác áo New York Red Bull đồng nghĩa với việc gần như kết thúc giấc mơ khoác áo tuyển Pháp. Nhưng trái lại, con đường đến với tuyển Việt Nam lại mở ra. Vào năm 2019, khi được hỏi, Jason Penden từng để ngỏ khả năng khoác áo tuyển Việt Nam. Anh tiết lộ rằng mình biết được khá nhiều điều về Việt Nam từ mẹ và đã có chuyến về quê ngoại năm 6 tuổi. Trong bài đăng liên quan tới câu lạc bộ New York Red Bull mới đây, Jason Penden không quên viết từ cảm ơn bằng tiếng Việt. Được đào tạo thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, song cầu thủ 23 tuổi chơi rất tốt cả khi được kéo vào đá trung vệ. Với thể lực sung mãn, tốc độ, kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật được chui rèn tại Pháp, Jason Penden hoàn toàn có thể đảm nhận thêm những vị trí khác nếu trở về chơi cho tuyển Việt Nam. Trang thông tin chuyển nhượng Transfermarkt định giá Jason Penden 725.000 euro, vượt xa so với những ngôi sao tuyển Việt Nam hiện tại như là Công Phượng 200.000 euro, Quang Hải 250.000 euro. Dù vậy, New York Red Bulls đã chi ra tới 900.000 euro, khoảng hơn 23 tỷ để chiêu mộ anh từ Sochaux. Cầu thủ gốc Pháp dính chấn thương trong buổi tập của U22 Việt Nam. Cầu thủ mang 3 dòng máu Việt Hoa Pháp là Tiêu Aysan đã bị đau và phải bỏ dở trận đấu tập nội bộ của tuyển U22 Việt Nam. Chiều ngày 2 tháng 7, tuyển U22 Việt Nam bước vào buổi tập thứ 2 trong đợt tập trung ngắn ngày dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị chiến lược gia người Hàn chia 28 cầu thủ thành 2 đội để thi đấu nội bộ. Tuyển U22 Việt Nam lần này không có nhiều gương mặt nổi bật như lứa Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải cách đây 2 năm. Chính vì vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo cần nhiều thời gian để theo dõi và đánh giá. Một trong số những cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý là Tiêu Aysan, cầu thủ mang trong mình 3 dòng máu Việt, Hoa, Pháp. Tiêu Aysan sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m82, trưởng thành từ Học viện bóng đá Lyon, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ 20 tuổi là một trong hai cái tên ở đội U21 thành phố Hồ Chí Minh, được huấn luyện viên Chung Hae-seong triệu tập vào đội 1 hồi đầu mùa giải tham dự V-League 2020 cùng với Nguyễn Trung Thành. Điểm nổi bật của Tiêu Aysan đó là chiều cao 1m82 cùng sự đa năng, có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, tiền vệ công và cả trung vệ. Tiêu Aysan thi đấu ở khu vực giữa sân. Pha bóng đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 41, cầu thủ này có pha cướp bóng từ giữa sân, khởi nguồn cho tình huống ghi bàn của đồng đội. Aysan cũng chơi lăn xả, hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, cầu thủ này bị đau sau một pha va chạm, chấn thương cổ chân và cơ đùi buộc Tiêu Aysan phải bỏ lỡ trận đấu. Dù vậy, cầu thủ gốc Pháp vẫn còn nhiều cơ hội ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì sao cầu thủ gốc Pháp Tiêu Aysan được huấn luyện viên Park chọn? Không được thi đấu và chưa có tên tuổi ở tuyển trẻ Việt Nam, nhưng Tiêu Aysan được trợ lý huấn luyện viên Park phát hiện, đánh giá là có tiềm năng phát triển. 3 ngày của U22 Việt Nam ở trung tâm đào tạo trẻ VFF mang lại cho cầu thủ gốc Pháp Tiêu Aysan trải nghiệm quý giá lẫn tiếc nuối. Anh là cái tên gây chú ý nhất trong đợt tập trung. Ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7, cầm trên tay chiếc áo đội tuyển, tiền vệ trung tâm sinh năm 2000 suýt khóc. 5 năm trước, anh từng mặc chiếc áo U16 Việt Nam cũng trên chính mặt sân trong khuôn viên VFF. Lần trở lại này thực sự đặc biệt. Tôi vẫn hồi hộp lắm, Tiêu Aysan chia sẻ. Hồi hộp và lo lắng là cảm xúc chung của 28 cầu thủ được triệu tập lần này. Lý do đầu tiên, theo huấn luyện viên Park chia sẻ, vì hầu hết họ không có cơ hội ra sân ở V-League và giải hạng nhất, tôi muốn tạo điều kiện cho họ luyện tập thi đấu cùng nhau, tôi sẽ kiểm tra năng lực của họ.
Tiêu Ehsan chưa có cơ hội thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa giải đầu tiên được bổ sung vào đội hình Á quân V-League 2019. Anh và tiền vệ Nguyễn Trung Thành là hai cầu thủ trẻ được đôn lên từ lứa năng khiếu thuộc Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh (HFF). Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn, trưởng đoàn bóng đá câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, chính là người đã phát hiện hai nhân tố tiềm năng này ở đội năng khiếu. Ông Tuấn là người gắn bó với bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh hàng chục năm, khoác áo câu lạc bộ Cảng Sài Gòn. Ông còn là trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam. Mục tiêu đợt tập trung này là các cầu thủ sinh năm 99 trở về sau ít được chơi bóng, đưa các em lên để làm quen với môi trường chuyên nghiệp, không khí đội tuyển để các em có động lực vươn lên tương lai. Bây giờ các em còn trẻ chưa đánh giá được gì. Ông Tuấn nói về hai tài năng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Là người phát hiện ra Tiêu Ehsan, ông Tuấn tiến cử để cả hai có cơ hội thi đấu, giao hữu hồi đầu mùa giải cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng lúc thể hiện được mình, cầu thủ quê ở Củ Chi nhận cái gật đầu của huấn luyện viên Chung Hae-seong để chính thức có suất đăng ký mùa giải. Tiêu Ehsan nói riêng và 27 cầu thủ tập trung đợt này nói chung đều không có cơ hội thi đấu. Những cầu thủ cùng lứa đang được sử dụng ở câu lạc bộ giải hạng nhất và V-League. Cầu thủ gốc Pháp chỉ là gương mặt điển hình cho đợt tập trung, cầu thủ ít kinh nghiệm. Trong trận đấu đối kháng nội bộ giữa các thành viên với nhau, đội áo vàng của Tiêu Ehsan giành chiến thắng 1-0. Trong đó tiền vệ mang áo số 6 có pha đoạt bóng, phát động phản công để Trung Thành, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ghi bàn duy nhất của trận đấu. Lối chơi lăn xả không ngại va chạm của cầu thủ sinh năm 2000 được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, anh bị chuột rút trong hiệp 2. Tôi có phần thất vọng về bản thân mình khi bị chuột rút, tôi không có cơ hội, một phần do không được thi đấu, nhưng sẽ phải tập lại và nỗ lực hơn để bổ sung điểm mạnh và cải thiện điểm yếu, Tiêu Ehsan tâm sự. Ông Lưu Đình Tuấn cho rằng cậu ấy có triển vọng to cao mạnh mẽ nhưng phải có cơ hội thi đấu rồi mới có kinh nghiệm. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại có hàng tiền vệ giữa đông, kinh nghiệm và chơi ổn định nên huấn luyện viên chưa có điều kiện cho các em ra sân. May mắn của Tiêu Ehsan và Trung Thành là trợ lý Lưu Đình Tuấn quen với cách làm việc của ông Park. Cả hai nhận được sự điều chỉnh để cải thiện mình trên sân tập. Bộ đôi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không thể so với cầu thủ cùng lứa đang ra sân hàng tuần ở các đội bóng khác. Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, Công Phượng đấu Tiến Linh. Công Phượng và Tiến Linh sẽ có cơ hội đối đầu trực tiếp với nhau khi Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón BKMX Bình Dương trên sân nhà tại vòng 8 V-League 2020. Nhận định Thành phố Hồ Chí Minh với BKMX Bình Dương 19 giờ ngày 6 tháng 7 trên sân vận động Thống Nhất. Tại vòng 8 của V-League 2020, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc tiếp đón BKMX Bình Dương trên sân vận động Thống Nhất. Đây không chỉ là trận đấu của hai đội bóng nằm trong top 3 trên bảng xếp hạng mà còn là màn so tài giữa hai tiền đạo của tuyển Việt Nam là Công Phượng và Tiến Linh. Với Công Phượng, anh đang bay cao cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2020 với 14 điểm sau 7 vòng đấu. Phong độ tốt của Công Phượng trong những vòng đấu vừa qua là một trong những yếu tố giúp Thành phố Hồ Chí Minh đạt được thành tích này. Được huấn luyện viên Chung Hae-seong xếp ở vị trí số 10, Phượng thi đấu đầy năng nổ trên hàng công Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng khả năng di chuyển thông minh của mình, Phượng thường xuyên khiến hàng phòng ngự đối phương bị xáo trộn, mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Sự hiệu quả của tiền đạo xứ Nghệ được thể hiện qua hai bàn thắng liên tiếp tại vòng 5 và vòng 6 V-League 2020. Trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng 7, dù không ghi bàn và bị thay ra từ sớm, nhưng nỗ lực trên hàng công của Công Phượng được huấn luyện viên Chung Hae-seong đánh giá rất là cao. Với phong độ ấn tượng vào thời điểm hiện tại, Phượng sẽ là điểm tựa lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc tiếp đón BKMX Bình Dương trên sân nhà tại vòng 8 V-League 2020. Còn ở bên kia chiến tuyến, cũng giống như Phượng, Tiến Linh cũng đang dần lấy lại phong độ giúp anh ghi điểm trong mắt ông Park Hang-seo thời gian qua. Liên tục ghi bàn để mang về chiến thắng cho BKMX Bình Dương, phong độ Tiến Linh là một phần quan trọng giúp đội bóng đất thủ đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Phong độ Công Phượng Tiến Linh quyết định rất lớn đến cục diện của trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Một khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân hoàn toàn có thể giúp đội nhà giành chiến thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!